Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình là Canxi Gamer. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số plugin hỗ trợ cho server. Plugin đầu tiên có tên là Robot Chat. Đây là plugin sẽ hỗ trợ việc khu vực chat riêng cho từng thế giới riêng biệt. Mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn là code đồ cho từng thế giới rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có khu vực chat cho từng thế giới riêng biệt cũng như là tab list nha. Đây, Robot Server và Robot Tablet và chat, tức là sao? Tức là anh hiển thị tablet riêng biệt cho toàn thế giới luôn, cũng như là khung chat nha. Và lưu ý cho mình, nó chỉ hỗ trợ các bạn 1.8 đến 1.16.4. Nếu các bạn cài nó cao hơn, nó sẽ không chạy được nha. Mình đã thử rồi. Và các bạn hãy tải phiên bản đầu tiên là 3.5 về. Sau khi tải xong, bạn cứ vào thế giới và khởi động lên bình thường. Và khi bây giờ bạn bấm chữ hi đúng không? Đó, chữ hi. Thì những người trong server sẽ không thấy được, trừ khi họ ở chung thế giới với bạn. Đấy, lưu ý cho mình vấn đề này nha. Nếu bây giờ họ đang ở địa ngục đúng không, họ cũng không thấy luôn. The End cũng không thấy, và tất nhiên là ở thế giới song song khác họ cũng không thấy được. Nhưng có một cái lỗi mà mình không thích ở cái plugin này, đó là gì? Bây giờ mình sẽ vào thế giới Nether nha. Vào cái The End đi, đấy. Ví dụ The End, đây. Sau khi mình vào thế giới The End rồi đúng không, và bây giờ mình tự tử này. Thường khi các bạn tự tử ấy, nó sẽ ra ngoài thế giới chính đúng không, nhưng không. Khi bạn tự tử thì nó sẽ quay lại cái thế giới đen luôn, nhưng là cái chỗ spam của đen đó, chỗ này nha, nó sẽ không thể nào mà nó về được thế giới chính của các bạn được, trừ khi các bạn cài đặt một cái warp lobby hay là lobby gì đó thì mới trở về được nha. Còn khi các bạn rước rồng rồi đúng không, và các bạn kiểu như là các bạn cũng có một cái chỗ để biến về rồi ấy, để hoàn thành map ấy, thì nó cũng không thể về được nha, nó cứ kẹt mãi ở thế giới này thôi. Lấy cho mình vấn đề này, mặc dù là nó giúp chúng ta tạo khu vực chat này tab list riêng biệt cho từng thế giới, nhưng mà nó cũng xứng cái lỗi này luôn, nên lưu ý cho mình nha. Thì còn một số câu lệnh như là bws enter này, nó sẽ có là bws để show menu này, reload và global này, và list. Cái list này là show những cái thế giới mà có những layer khác nhau, còn cái global này là sao, là nó sẽ hiển thị toàn bộ khung chat của những người chơi ở các thế giới luôn nha. Và đặc biệt là nó chỉ hiển thị cho bạn thôi, các bạn sử dụng được lệnh. Đấy, người chơi sẽ không thấy được nha, chỉ có bạn thấy người chơi thôi. Tiếp theo là plugin liên quan đến âm nhạc, đó là Junkbox. Các bạn tải về cho mình là cái Junkbox Music plugin này. Tải về phiên bản mới nhất là 1.20.6. Và sau khi cài xong thằng này rồi, tải thêm cho mình một cái là NodeBlock API, lưu ý nha. Nếu không có thằng NodeBlock API này thì thằng Junkbox này nó sẽ không khởi động được, nó không chạy được luôn nha. Rồi, tìm này, tìm và tải về NodeBlock API play.wsfile as notblock nha. Click vào và tải vào phiên bản mới nhất của nó là 1.6.1. Sau khi tải xong rồi thì các bạn chỉ còn bấm cho mình là cái Junkbox. Đấy, lúc này nó sẽ hiện ra những cái âm nhạc các bạn đã cài sẵn về. Rồi các bạn chỉ cần click vào và mở. Hiện tại mình đang mở cái bản nhạc Alone của Alan Walker. Thì mình không biết rằng là nó có bị dính bản quyền hay gì đó không. Mình chỉ một tí thôi và mình sẽ bấm stop. Và bấm stop này để dừng lại tất cả này. Trong này sẽ có là off stop này. Ví dụ là nó sẽ có một cái là khi bạn connect đúng không, thì âm nhạc sẽ tự phát này. Nói chung là có một số setting như là volume là âm lượng ấy, kiểu thế nha. Cái phần này các bạn có thể tự tìm hiểu. Còn cách tải nhạc lên như thế nào thì đầu tiên các bạn hãy bấm cho mình là music nps enter, nhìn cái thằng GitHub nha các bạn, click vào. Lưu ý nha, khi này chúng ta có hệ thống mod đúng không, nó có chữ là play.nps file thôi. Tức là nó chỉ chạy được trong bản nhạc có đuôi là NPS. Nó không chạy được trong bản nhạc gọi là đuôi MP3, MP4 hay MP32 đâu nha, không được. Rồi khi các bạn lên đây đúng không, còn hãy tìm bản nhạc các bạn thích, các bạn tải về. Hiện tại là trong cái phần download của mình này, mình đã tải về hai cái bản nhạc, đó là Alan Walker Alone.NPS và Call Me Maybe.NPS rồi. Thì để tải lên cái server bạn bấm như thế nào? Vào tập tin bấm vào plugin. Trong phần plugin bạn sẽ tìm cho mình cái Junkbox rồi, và phần song click vào nha, rồi bấm chữ tải lên, thấy không, tải lên này, rồi bấm vào phần download bạn vừa tải, nó sẽ có những cái file nps hiện ra đó. Bạn chỉ tải được những file nps lên trên thôi nha. Hiện tại là trong cái phần gọi là music của mình đấy, trong phần Music Editor này mình có một số bản nhạc của Vesinto và The Farad. Thì khi mình bấm tải lên trên này nha, bấm tải này OE đúng không, và Music Editor nha, nó không hiện nha các bạn. Tức là những file MP3 nó không hiện.
nó chỉ hiện những cái file liên quan đến NPS thôi. Đây, NPS nó mới hiện nha các bạn. Lưu ý cho mình, sau khi tải xong file đúng không, bạn vào game và bấm cho mình là Admin Music Reload, Enter. Đấy, lúc này nó sẽ tải lại toàn bộ những cái music các bạn tải lên cái trang khi nãy của nó. Và nó sẽ bắt đầu nó chơi một cái music bất kỳ, bắt đầu bằng số 0, tức là cái ID bằng 0 ấy. Rồi lúc này thì đã tắt, các bạn chỉ cần bấm Box và bấm Stop hoặc là bấm Pause này, bấm Stop luôn nha, chỉ cần music luôn. Đó là cách để chúng ta tải các bản nhạc lên Minecraft server. Và lỗi nha, chỉ dùng được file NPS thôi. Thì các bạn muốn chuyển một bài hát qua NPS thì các bạn có thể bấm cho mình là Convert. Ở đây, file mp3 to NPS nha. Cái này thì các bạn có thể tự tìm hiểu và tìm cái một cái trang uy tín để các bạn chuyển đổi file mp3 qua file NPS để tải lên server của bạn. Thì khi nãy mình có tìm một số cái trang rồi nhưng mà nó không cho tải hoặc là mất tiền để tải nha, nên phần này các bạn tự tìm hiểu. Bây giờ cuối cùng chúng ta sẽ đến với một cái, đó là các Q effect. Bấm cho mình là Q này, rồi thêm chữ E, ECF là effect nha, là hiệu ứng Z. Tải cho mình cái Q effect 54 epic practical Q, tải về phiên bản 0.11 của nó. Sau khi tải xong rồi, các bạn chỉ cần bấm cho mình là K Enter. Đó, lúc này nó sẽ hiện ra một cái bảng kêu tùy chọn cho các bạn. Ví dụ mình chọn cái Diamond Effect đúng không? Thì khi mình giết người chơi, thì khi họ chết ấy, nó sẽ ra hiệu ứng Diamond này. Và lưu ý nha, nó chỉ áp dụng lên người chơi thôi, nó không áp dụng lên những con mod hay là giường các bạn nói nha. Về vấn đề lệnh bộ quyền thì mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả phần bình luận để các bạn tự theo vào nha. Sau đó là những cái gì mình còn chỉ cho các bạn hôm nay. Chúng ta có cái World Chat là tạo khu vực chat riêng cho từng thế giới, cũng như là tab list riêng cho từng thế giới luôn. Nó sẽ tương tự như là thằng kho đồ riêng cho từng thế giới. Tiếp theo chúng ta có một cái là support, chọn bài hát, mở bài hát các kiểu. Và có một cách về cái support này nữa là các bạn bấm nhìn admin music. Khi nãy là chúng ta có reload đúng không? Thì bây giờ bấm chữ download đường link này. Này là name bài hát, cái name bài hát bạn tự đặt nha. Và cái link này thì các bạn có thể tìm trên mạng ở đâu đó. Lưu ý, cái link này phải là file NPS. Nếu là file MP3 hay MP4 thì nó sẽ không chạy được. Lưu ý cho mình. Và thường thì cái download link này nó dễ bị lỗi và nó không thành công. Rồi cuối cùng là chúng ta có cái Q effect. Đó thì bấm KE là nó sẽ ra một cái bảng effect cho chúng ta. Và chúng ta cứ tìm cái effect mong muốn của bạn cần. Sau đó thì các bạn cứ chọn. Và khi bạn giết bất kỳ người chơi nào đó thì nó sẽ hiện ra cái effect này. Video mình hướng dẫn các bạn với 3 plugin, đó là Bowerchart, Jukebox và QEffect đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là like và share ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn nhiều. Và hẹn gặp các bạn trong những video sau. Bye bye.